Dạ, con xin phép ông, xin phép bố mẹ cho con được ra ngoài ở. Con nói sao? Con đã nhờ người thuê được nhà rồi. Và con nghĩ là mọi chuyện sẽ tốt thôi ạ. Ừ. Con cứ ở lại đây, bố mẹ coi con như con gái trong nhà. Nhưng mà con... Hay là thằng Chí Giang nó đuổi con ra khỏi nhà? Không ạ, con chỉ nghĩ là con nên ra ngoài ở thì tốt hơn. Hay bố mẹ đã làm điều gì khiến con không bằng lòng? Mẹ, không có chuyện đấy đâu. Bà làm sao thế? Mẹ, khổ thân con tôi. Mẹ Lâm, tùy con quyết định. Nhà này vẫn là nhà của con. Con về lúc nào cũng được. Dạ. Con, khổ thân con. Mẹ. Ơ, bố mẹ, để con ra xem ai. Kia. Anh đến... Không. Ông cả bố mẹ đang buồn vì chuyện chị Lâm muốn dọn ra ngoài ở đấy. Anh mà lên bây giờ, thế nào cũng bị mắng. Sao lại ra ngoài ở? Chắc là chị khó xử. Nhưng mà anh chỉ định đến... Thôi, anh để ngày mai đi. Anh về đây. À, cả nhà mình khỏe chứ? Cảm ơn anh, cả nhà vẫn khỏe, trừ chị Lâm. Thôi, anh chị về đi. Thôi, đi về đi. Anh còn hối tiếc gì nữa? Đi. Mẹ vẫn chưa ngủ ạ? Mẹ không ngủ được. Sao con phải đi khỏi nhà này? Đây là nhà của con cơ mà. Con xin lỗi bố mẹ. Có lẽ con đi thì tốt hơn. Bởi vì sau này anh Giang còn đưa vợ con về đây nữa. Có con mọi người sẽ khó xử ra. Bố mẹ không đành lòng. Mẹ, con vẫn là con của bố mẹ cơ mà. Con ở gần đây, lúc nào cũng có thể sang thăm bố mẹ được. Mẹ có lỗi với con. Có lỗi với bố mẹ của con. Mẹ đừng nghĩ thế. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, không thể thay đổi được đâu. Mẹ. Cháu xin phép ông. Con xin phép bố mẹ con đi. Con đi hả? Ờ, thì con đi nhá. Vâng. Em đi nhá.
Con chào bố mẹ. Con chào bố mẹ ạ. Em định đến thưa với ông nội, với bố mẹ, với cả nhà ngày cưới của vợ chồng em. Chắc là anh với Vi sẽ đến. Còn bố mẹ thì anh nói thật nhé, cô chú cưới nhau Lâm lại bỏ đi, cả nhà ai cũng buồn. Đành vậy, anh Thức và Vi đến cũng được. Em cũng chẳng dám hy vọng gì ở bố mẹ. Nhà chỉ có ba anh em, anh với Vi đến nhé. Anh yên tâm, em cả anh Thức sẽ đến. Anh chị cưới nhiều việc, cả nhà chắc chẳng ai giúp anh chị đâu. Thì cũng đành vậy, biết làm sao được. Thôi, mình về đi anh. Đi. Em về. Em về đây. Em chào anh chị. Ừ. Chán không anh? Còn cái đời cô đấy, đứng đây mà chán. Rồi xem, anh cũng sẽ nhanh chóng sập bẫy một cô gái nào đấy thôi. Anh cả anh Giang à, khờ như nhau ấy.